Rồi còn một cái nữa quan trọng nhất nè, một cái quan trọng nhất nè là cái kỳ vừa rồi đó mình có cái lớp học mà chân dung người phụ nữ quyến rũ ra đời rồi không, thì mình có muốn tặng cho một số bạn, thì mình đặt ra một cái cuộc thi cho vui các bạn, để các bạn có một cái động lực để các bạn tham gia không. Thì cuộc thi mà viết về cái cảm nhận khi các bạn học xong cái khóa học sex sẽ được yêu hơn. Tại vì mình thấy cái khóa học nó rất là quan trọng, nên mình nói ok thôi mình làm cái chương trình để cho các bạn có cái cơ hội là tham gia cho nó vui, nó có phong trào rồi nữa. Thì có một số lượng đáng kể các bạn nộp những cái bài, và những cái bạn admin mà mình đọc qua hết tất cả những cái bài đó, và phải công nhận là khi mình đọc các bạn nó trong lòng nó rất là vui, rất là vui, là vì các bạn nhận được kiến thức mà mình đôi khi cũng không ngờ là các bạn nhận được cái giá trị nó lớn tới cái cỡ như vậy. Thực sự mình có thể nói là mình thực sự cũng không ngờ luôn. Do đó khi mình nhận được cái bài viết của các bạn đọc xong mình nó rất cảm động. Tuy nhiên thì sẽ có tất cả là 8 bạn đạt giải, và một số bạn trong đó là sẽ đạt được cái giải là coi như hoàn toàn miễn phí ở cái khóa học sau. Thì mình sẽ đọc một bài của cái bạn, một trong những cái bạn đạt giải, để mình thấy cái bài hay đó, và mình chỉ muốn đọc ra để chia sẻ thôi. Thì đây là cái giải, đây là một trong những cái giải mà gọi là giải nhất á, tức là bạn đã được cái khóa học kế tiếp miễn phí đây. Mình sẽ đọc ha, các bạn chờ cho mình đọc nè. Em chào anh Tuấn Lê, chào chị Linda. Em năm nay 24 tuổi, hiện tại em vẫn chưa lập gia đình. Rất may mắn và vinh dự cho em khi được tham gia lớp học Sex để được yêu hơn của anh Tuấn Lê. Sau khóa học em có một vài cảm nhận xin được chia sẻ với anh và mọi người như sau. Nhìn lại những cuộc tình đã qua, em đều nhận ra mình đã quan hệ tình dục sai thời điểm, dẫn đến hậu quả là các mối tình của em đều tan vỡ. Mối tình thứ nhất thời sinh viên, chúng em đã quan hệ tình dục ngay từ ngày đầu yêu nhau, và đó là người đầu tiên của em. Thời gian đầu em cảm nhận rõ rệt anh ta chán em, không còn quan tâm, thậm chí có chút coi thường em. Nhưng có thể do tính cách của em thích tự do, em có cuộc sống riêng, em thích và cuồng nhiệt với sex, và hai đứa rất hợp nhau nên bọn em vẫn yêu nhau được 3 năm. Chia tay mối tình đầu em thật sự đau khổ và tuyệt vọng, vì không có kiến thức nên phải khó khăn lắm em mới vượt qua được nỗi đau đó. Các bạn nhớ, tức là những người phụ nữ chúng ta khi mà bị chia tay, cái nỗi đau là cái rất khó vượt qua. Giờ nghĩ lại thấy cảm giác đó dù sao cũng là một trải nghiệm thú vị. Mối tình thứ hai em cũng phạm sai lầm tương tự, anh ta không còn nồng nhiệt, săn đón, quan tâm đến em nữa. Nhưng thực sự lúc đó em không biết vì sao, em cứ nghĩ anh ấy càng lạnh nhạt mình càng phải quan tâm, mình càng phải chủ động liên lạc với anh ấy, nhưng thực sự là không phải. Em càng cố anh ta càng chạy đi. Em tự hỏi mình đã làm gì sai. Mình hiền lành, dễ thương, có kỹ năng sex tốt, có trình độ, có công việc ổn định. Anh ấy muốn gì thì mình đáp ứng, sao anh ấy lại chán mình? Thật sự em không hiểu vì sao, và hậu quả là chúng em chia tay sau mấy tháng quen nhau. Nhiều lúc em tự hỏi, những người thích mình cứ thờ ơ, lạnh nhạt không quan tâm thì người ta vẫn theo đuổi, còn người mình đáp lại thì lại rời bỏ mình. Giờ thì em đã có câu trả lời, thật sự em cảm ơn anh Tuấn Lê nhiều lắm. Sau những mối tình tan vỡ, em có lên mạng tìm hiểu rất nhiều về tâm lý đàn ông, về mẫu người mà đàn ông thích, tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình, nhưng chỉ tìm được những kiến thức chung chung rằng đàn ông ham của lạ, thích tự do, thích chinh phục, cả thèm chóng chán, cả thèm chóng chán. Rồi phụ nữ nên dịu dàng nết na, chăm sóc bản thân, có kỹ năng về sex. Những kiến thức đó theo kiểu lời khuyên, kinh nghiệm, nó không trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi của em. Nhưng anh thì khác, mọi kiến thức anh đưa ra trong khóa học đều có căn cứ dựa trên những nghiên cứu khoa học. Anh cho em thấy được cốt lõi gốc rễ của vấn đề. Em thực sự bị thuyết phục. Em giải đáp được tất cả các thắc mắc của em từ trước tới giờ. Biết được vì sao đàn ông lại hành xử như vậy, và bản thân mình nên làm gì để giữ mối quan hệ được tốt đẹp. Khóa học giúp em nhận ra rằng chỉ nên quan hệ tình dục khi người đàn ông fall in love. Bạn dùng nguyên chữ viết 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 khoa viết chữ in. Mình rất vui khi bạn nhận được, bạn hiểu được cái chỗ đó, chỗ rất quan trọng. Từ trước tới giờ em luôn biết sex rất quan trọng. Em cũng tìm hiểu rất nhiều. Nhưng lớp học của anh mang lại cho em những kiến thức hoàn toàn mới mà chưa một bài viết nào chỉ cho em. Em biết được người đàn ông ngoài thỏa mãn nhu cầu về thể xác còn cần thỏa mãn nhu cầu về nam tính. À thì ra đôi khi mình chủ động, đàn ông vui là vì như vậy. Trước giờ em cứ nghĩ đàn ông cứ quan hệ là lên đỉnh là được thỏa mãn rồi. Nhưng không phải. Biết được khoái cảm của phụ nữ thu hút đàn ông khiến họ cảm thấy hạnh phúc. Biết được vì sao khi quan hệ tình dục mình không thể lên đỉnh thường xuyên. Rồi tại sao đàn ông lại thích xem phim ảnh khêu gợi, thích nhìn
BPSD, thích nhìn, à bạn ghi là thích nhìn cái bộ phận sinh dục của người phụ nữ. Biết được đàn ông thích gì, cần gì và vì sao lại như vậy. Em có cái nhìn mở hơn về hành động tự thỏa mãn, về sex toy, biết những cái hormone và cơ thể diễn biến sinh học bên trong của cả hai phái, có thêm những cái tiểu xảo. Bí quyết để áp dụng cho đời sống tình dục sau này, quá nhiều kiến thức mới lạ mà em chưa từng được nghe. Em cảm thấy tư tưởng của em được đả thông, như tìm được chân lý sống mới. Những gì nhận được từ khóa học thật sự vô cùng giá trị và quý báu với em cả bây giờ và sau này khi kết hôn, và những kiến thức em sẽ truyền lại cho bạn bè, anh chị, con gái em sau này. Em mong tất cả những người phụ nữ đều có kiến thức này để họ được hạnh phúc hơn, không bị đau. Phụ nữ không bị đau khổ vấp ngã trong đời sống tình cảm. Nếu chấm điểm xin được chấm 10 ạ. À, vì thực sự em chưa tìm ra điểm yếu gì của lớp nữa. Cuối cùng xin chúc anh Tuấn Lê, chị Linh Đào và lớp được hạnh phúc phải. Ok. Đó là cái bài của một bạn, một cái cảm nhận của bạn bạn viết ra sau khi bạn bạn tham gia vào lớp sách được yêu hơn, và mình rất vui các bạn. Đấy, làm cái này không có gì vui hơn cái điều như vậy ha. Đó là cái mà mình rất là vui. Xin chào các bạn. Nếu các bạn đi tới cái video này thì tin chắc là các bạn đang có những cái thắc mắc về cái bootcamp chân dung người phụ nữ quyến rũ, và mình chúc mừng các bạn vì các bạn đã tới đúng nơi. Thì trong cái video ngắn này khoảng 3 tới 5 phút, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách chi tiết nhất có thể, giải thích để cho các bạn biết trước một số về cái mục đích cũng như những cái nội dung bên trong cái bootcamp chân dung người phụ nữ quyến rũ. Thì mình bắt đầu với cái gọi là bootcamp. Thì bootcamp tạm dịch hoặc là tạm gọi nó là cái trại huấn luyện. Đương nhiên các bạn vào đây không phải là huấn luyện như lính, tức là cầm súng rồi mang giày rồi đi, không phải. Tuy nhiên cái chữ bootcamp ở đây nó có cái hướng á, là trong đó các bạn sẽ có nhiều những cái đậm đặc về kiến thức nè, về những cái minh họa, những cái trải nghiệm, tức là những cái trải nghiệm có tính minh họa, và rồi là về cái cảm xúc. Để làm chi? Để bạn có thể lột tả được cái con người bên trong, để nó đủ mạnh để tạo ra cái sự thay đổi cho bạn. Đó là lý do tại sao cái bootcamp mình gọi là cái bootcamp. Và trong cái bootcamp bạn sẽ thấy là cái action mà bạn sẽ phải tham gia vào á là ít nhất là 70%. Có nghĩa là trong bootcamp vẫn có những chuyên gia đưa cho các bạn nội dung, nhưng mà cái kiến thức các bạn sẽ lãnh hội được nó qua cái hướng là qua cái action mà bạn lãnh hội được, chứ không phải là bạn ngồi nghe và bạn ghi chép lại. Mà khoảng 70% là bạn sẽ có những cái action, trong đó bạn sẽ tham gia vào những cái chương trình, những cái trò chơi vận động nè, những cái cách mà chúng ta làm việc nhóm nè, tức là trong nhóm với nhau và những nhóm khác với nhau nè, chúng ta sẽ có những cái vở kịch nè, chúng ta sẽ có kịch câm, chúng ta sẽ có hát hò nè, chúng ta sẽ có những cái trình diễn nè, chúng ta sẽ có đố vui, và chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái dạng trải nghiệm để các bạn có thể từ đó qua những cái minh họa, những cái trò chơi, những trải nghiệm đó mà bạn, và những cái cảm xúc mà bạn học được đó, bạn tạo ra được đó, nó đủ lớn để bạn có thể lột được hết cái con người phụ nữ quyến rũ của bạn ra, hay là bạn có thể thay đổi để trở thành một cái người phụ nữ quyến rũ. Do đó là lý do tại sao nó gọi là cái bootcamp, và mục đích của bootcamp là vậy, là nó action, nó rất là nhiều action chứ nó không nặng về tính lý thuyết. Do đó là kiến thức sẽ được đưa ra cho bạn dưới dạng action đủ lớn để tạo cho bạn sự thay đổi đó. Và cũng vì vậy cho nên tất cả những cái kiến thức mà các bạn được nhận được ở trong cái chương trình này á, dưới dạng những trải nghiệm á, chính là từ những cái chuyên gia hàng đầu trên thế giới, đặc biệt là bên Mỹ, mà mình và một số bạn học được từ những người chuyên gia đó. Những cái tên tuổi rất là lớn như Tony Robbins, như Esther Perel, hay là ông John Gray, hay là Alan Fang, hay là Sheree Snyder, ông Jim Rohn, rồi Alan Pease, rồi Body Language, rồi ông tiến sĩ Havio Hendrix, rồi cô Don Massa. Nói chung rất là nhiều các bạn. Và những cái đó sẽ được đưa cho bạn từ những cái người chuyên gia, những cái kiến thức sàng lọc từ những người chuyên gia hàng đầu của từng cái mảng nhỏ ở trong cái lĩnh vực tình cảm cũng như trong lĩnh vực về tình yêu đó, đưa cho các bạn vô trong cái trại huấn luyện này. Thì đó là cái phần hình thức cũng như cái định nghĩa sơ cho các bạn thấy về cái trại huấn luyện với những cái hình thức mà chúng ta tương tác và những cái dạng chất lượng các bạn sẽ nhận được. Bây giờ một chút về cái phần nội dung, các bạn sẽ học được một chút về cái định nghĩa như thế nào tình yêu. Chính các bạn sẽ là những người tham gia vào định nghĩa tình yêu nó là cái gì, tại sao chúng ta theo đuổi nó, chúng ta muốn nó, mà nếu như muốn được lại tình yêu thì chúng ta phải làm điều gì để có tình yêu đó, chúng ta nên chạy theo nó hay là nên tìm cách để nó chạy theo chúng ta, đại loại như vậy. Rồi các bạn sẽ hiểu được về tâm lý nam giới. Khi mà các bạn hiểu được về tâm lý nam giới thì wow, các bạn bị thiếu phần này nhiều nhất, đó là các bạn thường á là bê cái cách nghĩ của mình và nghĩ là người đàn ông cũng suy nghĩ như vậy. Bạn sẽ thấy là no no no. Rồi bạn sẽ thấy là
có những cái sâu trại các bạn sẽ thấy là wow, thì ra là vậy, và cái cách hành xử của bạn nó sẽ khác đi và bạn sẽ nhận được cái kết quả rất là mỹ mãn. Rồi các bạn sẽ học được về hẹn hò, các bạn sẽ biết là nên hẹn hò như thế nào, khi người ta nhắn tin mình trả lời như thế nào, nên làm như thế nào để có được cái cuộc hẹn, rồi trong cái cuộc hẹn làm sao để mà xây dần những cuộc hẹn khác theo định hướng mà các bạn muốn. Rồi nữa, các bạn sẽ được học về cái về tình dục. Đương nhiên ở trong đây các bạn sẽ được học là từ A tới Z. Ở trong đây các bạn sẽ hiểu về những cái dạng kiến thức mà các bạn không biết hỏi ai trên đời này. Các bạn sẽ biết được tất cả những cái, các bạn sẽ biết được khi nào nên quan hệ tình dục, làm sao để quan hệ tình dục không làm cho người đàn ông người ta chán, người ta bỏ mình. Rồi những cái yếu tố quan trọng trong tình dục, người đàn ông muốn gì, nghĩ gì trong lúc quan hệ tình dục, làm sao để cho tình dục là cái nó phục vụ cái cảm giác yêu, chứ không phải là làm mất đi cái cảm giác yêu, như là những cái các bạn vẫn bị sai lầm ở hành xử bên ngoài. Chính vì các bạn, đây là một cái phần mà các bạn vấp nhiều nhất, một cái hành động thì đúng hơn, mà các bạn vấp nhiều nhất để mất đi cái cảm giác yêu người đàn ông. Và chỉ có người phụ nữ quyến rũ hiểu được tại sao, lúc nào thì quan hệ tình dục là đúng, thì lúc đó các bạn sẽ học được về quan hệ tình dục. Rồi nếu các bạn cũng học được về cách nỗi đau. Nỗi đau là cái gì? Nó đến từ đâu? Rồi làm sao để mà có thể tránh nó, hoặc là có thể chữa nó khi chúng ta bị. Thì các bạn sẽ hiểu được về cái đó. Các bạn sẽ học được về mục đích cuộc sống. Các bạn sẽ học được những cái điều rất là hay, rất là quan trọng để cho các bạn hiểu được các bạn là ai. Ở trên cái vũ trụ này nè, trên trái đất này nè, chúng ta là ai? Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta sẽ đi về đâu? Và tại sao chúng ta ở đây ngày hôm nay? Những cái giá trị về con người, các bạn sẽ hiểu được điều này. Rồi các bạn sẽ được học về những yếu tố bên ngoài của người phụ nữ quyến rũ, những cái về tóc, tai, hình ảnh, dáng đi, body language, những cái thứ về ngôn ngữ cơ thể rất là quan trọng. Bạn biết làm sao người đàn ông người ta đọc cái body language như thế nào, làm sao để mình trở nên quyến rũ hơn từ những yếu tố bên ngoài. Và rồi các bạn cũng học được những yếu tố bên trong, những yếu tố rất là quan trọng để mà giữ được cái tình yêu của mình và xây nó về lâu dài đó. Do đó mình muốn cái trại này sẽ là một cái trại mà sau này cái tên tuổi của cái trại đó sẽ là cái mà nó nổi bật nhất ở Việt Nam, ở trong cái phần thay đổi người phụ nữ để trở thành cái người phụ nữ có cái sức quyến rũ để có được cái cuộc sống hạnh phúc. Thì đó là nó như thế nào vậy? Đó là những cái điểm cơ bản nhất để mà cái trại nó sẽ mang đến cho bạn. Mình muốn nó là cái trại mà sau này ở Việt Nam, khi mà các bạn nữ mà nói chuyện với nhau về học về kiến thức, học về cái kiến thức về tình cảm mà ở cái mức độ trải nghiệm để thay đổi, thì cái bootcamp chân dung người phụ nữ quyến rũ sẽ là cái số 1 ở Việt Nam. Đó là chính là cái mục tiêu của mình. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian coi cái đoạn này. Các bạn có thể coi thêm những cái phần xung quanh này nếu các bạn thấy ở trên hay ở dưới em. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở cái bootcamp chân dung người phụ nữ quyến rũ ở những lần tổ chức ở Việt Nam. Xin chào các bạn, mình là Coach Tuấn Lê.